À, giờ bác em xin được gửi là kính chào tới toàn thể các bác ạ và thưa các bác thân mến còn duy nhất 10 đôi loa bát rời bát 50 từ 220 coi 100 những đôi loa bát hàng mới xin do công ty DKDK DK sản xuất em xin được chào bán với giá là tốt nhất gần như là thanh lý để cho hết lô hàng mọi người nhé với những cái đôi loa súp này thì các bác đã biết là em có là rất rất nhiều và đã chào bán trong thời gian vừa qua đây còn duy nhất 10 đôi Em sẽ bán nốt với giá tốt cho các bác của anh em Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ sớm cho em ạ à Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Và thưa các thân mến nhé Nốt 10 đôi loa này thì em còn khoảng 2 hoặc 3 đôi Đúng không ạ Nó bị lỗi do vận chuyển Và có thể là do anh em sử dụng làm hư Chuyển lại cho em thì em sẽ sửa chữa, nó toại lại là sẽ làm cho nó hoàn thiện và sẽ bán à, với cái giá còn rẻ nhiều hơn nữa mọi người nhá. Còn đây là những đôi loa mới tinh. Đây ạ. À. À, nguyên đai nguyên kiện luôn. À bát 50 các bác nhá, Bát súp 50 từ 220 con 100 thì các bác đã biết rồi từ trước đến nay là em vẫn chào bán giá là 5 triệu đúng không ạ? À, 200 000 đồng trên một đôi. Nhưng à, tính à, từ ngày hôm nay còn à, duy nhất 10 đôi. Em xin được uh, chào bán với giá là 4 triệu rưỡi mọi người nhé 4 triệu 500 ngàn đồng Và em cũng bao ship luôn cho các bác cùng mọi người nhé 4 triệu 500 thôi Em bao ship luôn uh, Giá thì quá tốt Để em uh, sẽ mở cho mọi người xem nhé Em uh, sẽ cắt cho mọi người xem một lần nữa Sợ là mọi người không biết được hình thức của nó uh, Nó rất là chất luôn nhé Và nó rất là khủng ạ đây để em sẽ mở cho mọi người xem Vâng, bao của nó cũng rất là dài 4 triệu rưỡi một đôi Em bao ship Không thể nào có cái giá tốt hơn ờ, uh, Thắng ơi dạ. Ra lấy cho anh chiếc này ra cái nào Còn duy nhất 10 đôi các bác nhá Mới tinh Đẹp zin giá 4 triệu 500 Em bao ship Mỗi một kiện này là có hai chiếc là một đôi. Ở đây em có tất cả là 10 kiện. Các bác gọi điện thật sớm cho em nhá. Và em giới thiệu lại là sau khi 10 đôi là em bán hết, chắc là chỉ bán một hai hôm là hết thôi ạ. Thì em sẽ có khoảng hai đôi hoặc ba đôi là loa lỗi thì em sẽ bán giá rẻ, giá rẻ luôn cho các bác. Loa lỗi thì em sẽ xử lý các bác nhá. Loa lỗi bởi vì do vận chuyển về hoặc là do anh em sử dụng có vấn đề gì là gửi lại em đổi cho quả bát khác đúng không ạ? Là em sẽ có khoảng hai đôi hoặc ba đôi rồi anh em sẽ mở ra Thanh lý lốt 10 đôi loa Không có đến đôi thứ 11 các bác nhá Chỉ có 10 đôi thôi ạ à. Để em em cắt ra cho các bác Các bác xem nhá Từ khủng Dòng này đánh bát thì không có điểm chê mọi người nhá 4 triệu rưỡi một đôi này em bao ship luôn ạ à. Tất cả tình thành Đấy Ok rồi Đấy Đây các bác nhá Uh, DK Dia King Bát từ 220 con 100 uh, Mang của nó đây các bác nhìn này Độ sần của nó là cực kỳ khủng Dòng này đánh tức bát rất là gấu Và em vẫn giới thiệu với toàn thể các bác rồi Là cái dòng này đúng không ạ Là cái thép của nó rất là dày so với những dòng thép khác Thép này nó dày đến 12 phân Còn những dòng khác nó chỉ dày có 8 phân thôi các bác nhá Ok chưa ạ Và chúng ta còn xe cổ côn nhá Em đảo ngược lại này Đó Chắc là chỉ cần giới thiệu sơ qua đúng không ạ Là các bác biết hết rồi Nói chung là nó rất chất, rất khủng Không có điểm chê Ok chưa Đó, các bác thân mến nhá, gọi đến sớm cho em Em còn duy nhất 10 đôi Đó, để chào bán tới toàn thể các bác giá tốt nhất là 4 triệu rưỡi Từ 220 coi 100 Không có điểm chê cho những quả loa súp này Rất ít khi gặp được các bác nhá Ok, em xin chào toàn thể các bác nhá Các bác cùng anh em có nhu cầu mua sắm Có thể mua hết cũng được Một mình bác nào bỏ tiền ra mua hết cũng được mọi người nhá Hãy liên hệ cho em 0365 888 988 0368891555 và em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác cùng toàn thể quý xem ở một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.